Xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Germany NT. Thì hôm nay em sẽ cùng mọi người đi review một chiếc máy cạo râu của hãng Braun với mã hiệu là Braun Series 9 Pro 9467, được sản xuất vào năm 2012 và made in Germany. Và hôm nay em sẽ cùng mọi người xem là chiếc máy này sẽ có những cái tính năng gì nổi trội so với những cái dòng máy cạo râu thông thường và cả máy cạo râu đời Series 9 thông thường mọi người nhé. Và bây giờ thì em sẽ cùng unbox chiếc máy cạo râu này để xem trong hộp sẽ có những gì mọi người nhé. Sau khi unbox tất cả các hộp thì chúng ta sẽ có tất cả những sản phẩm ở đây, bao gồm là một cái đế sạc cũng như là cái đế để vệ sinh máy, một cái cục sạc, một đầu bàn chải để vệ sinh, một chiếc túi du lịch và bên trong sẽ có một chiếc máy cạo râu Braun. Đấy. Và chúng ta sẽ có một bình dung dịch vệ sinh cũng như là một hộp hai bình dung dịch vệ sinh tặng kèm nữa. Và chúng ta sẽ có thêm hai quyển sách hướng dẫn. Ở đây thì chiếc máy cạo râu Braun Series 9 Pro sẽ có một thiết kế là màu đen và màu bạc nhìn rất là sang trọng. Ở đây ở phía dưới sẽ có cái logo Braun ở đây. Và trên thì chúng ta sẽ có nút nguồn để bật. Khi mà chúng ta bật thì như mọi người có thể thấy ở đây thì nó sẽ hiển thị cả mức pin ở đây. Pin thì máy sử dụng loại pin li-ion nên là nó sẽ khá là dùng được khá là lâu. Nếu mà ví dụ mọi người dùng có thể nếu sạc đầy dùng được tầm khoảng 60 phút, hoặc máy cũng có chế độ là sạc nhanh 5 phút để mọi người có thể sử dụng trong buổi sáng mình cạo râu mình đi làm luôn. Và như ở trên đây nó sẽ có một cái nút để điều chỉnh cái khả năng cạo của máy. Ở đây thì khi mà chúng ta gạt lên thì cái khả năng cạo của máy nó sẽ chuẩn xác hơn, khi mà mình cạo nó sẽ chỉ cạo một đường hoặc là một nhánh để cái râu của mình nó sẽ chuẩn xác hơn trong việc cạo. Còn khi mà chúng ta gạt xuống thì cái khả năng cạo của nó sẽ là một cái vùng rộng hơn. Và phía đằng sau đây chúng ta sẽ có một cái dao cạo mai cũng như là cạo phần râu quay nón. Để dùng được cái loại này thì mọi người sẽ ấn cái phần nút này và đẩy cái phần dao lên. Khi mà mọi người đẩy lên phần dao lên thì khi mà chúng ta bật máy thì cả hai loại lưỡi dao cũng như là dao cạo râu cũng như là dao cạo phần tóc mai này nó sẽ cùng hoạt động luôn một lúc. Dòng cạo râu Series 9 Pro thì chống nước hoàn toàn tuyệt đối 100%, nên là mọi người có thể cạo khô hoặc là cạo ướt, dùng trực tiếp với nước, dùng với bọt hay là gel, và mọi người có thể dùng nó ngay cả khi chúng ta tắm chẳng hạn, hoặc là trước khi chúng ta đi làm cạo khô như bình thường. Và đây chúng ta sẽ có một cái chạm sạc cho máy. Thì cái chạm sạc này nó sẽ tích hợp hai chức năng là vừa sạc cũng như là vừa vệ sinh luôn. Thì để vệ sinh được thì mọi người sẽ ấn cái phần nút này thì nó sẽ nhô ra cái phần khay này để có thể chúng ta đưa cái bộ dung dịch vệ sinh vào. Khi chúng ta đưa dung dịch vệ sinh vào thì chúng ta sẽ ấn xuống để máy sẽ tiếp nhận phần nước từ cái bộ dung dịch vệ sinh và bắt đầu vệ sinh cho máy. Sau khi chúng ta sử dụng xong chiếc máy cạo râu thì chúng ta sẽ đưa cái phần máy cạo râu vào. Chúng ta sẽ để cái phần mặt sau hướng với cái phần nhô lên của máy. Khi chúng ta đưa máy cạo râu vào thì chiếc bộ sạc này nó sẽ lựa chọn được cái chương trình sao cho phù hợp để có thể vệ sinh chiếc máy cạo râu của chúng ta cũng như là sạc luôn cho máy, để sau khi lần sử dụng tiếp theo thì chiếc máy cạo râu chúng ta sẽ sạch sẽ hoàn toàn cũng như là cái thời lượng pin nó sẽ đầy luôn để đủ cho chúng ta sử dụng trong lần tiếp theo. Đối với bộ dung dịch vệ sinh thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 bộ với dung tích là 170ml cho mỗi bộ. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ mở cái phần khóa ở đây để có thể đưa vào bộ sạc, và máy sạc sẽ lấy phần dung dịch vệ sinh để vệ sinh cho chiếc máy cạo râu. Thì mọi người lưu ý giúp em là mỗi bộ dung dịch vệ sinh này chúng ta sẽ sử dụng trong tầm khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Và cái nước dung dịch vệ sinh này chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc với cơ thể, và đặc biệt là chúng ta không được tiếp xúc trực tiếp với lửa bởi vì nó sẽ rất dễ là bắt cháy. Vừa rồi thì em cũng đã review về chiếc máy cạo râu của hãng Braun Series 9 Pro với mã hiệu là 9467 made in Germany. Thì nếu mọi người cần giải đáp các thắc mắc cũng như là có cần tư vấn gì thêm về chiếc máy cạo râu này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline là 084-246-333 để được tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc của anh chị. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video, và xin chào và hẹn gặp các anh chị trong những video tiếp theo.